la boca, loco. Dài lên cho Đức Em. Chờ trọng vào. Pha đánh đầu Dũng Anh đã hạ gục của một yêu mèo. Đường chuyền dài lên cho Đức Đen. Đức Đen đang bóng chuyền. Đã bóng phạt bắt đầu nó góc bóng bàn mảnh. Nguyễn Vũ Lương vào. Một pha quan sát thủ môn yêu mèo của bên Em Vũ Cốc. Và sức cười huấn luyện viên tốt chưa, nhìn đáng chưa rồi. Pha phối hợp giữa Huyền Thế Mẫn Đào và Vinh Hoàng và đến bóng hay về tình thái của Huyền Thế Mẫn và Vinh Đào quay người một đường tiếp của cú sút tỷ số đã mở với các cầu thủ Tô Phúc đã dàn ra tới. Chân của đội trưởng Bù Lên và đổi hướng đó là đúng không ạ? Trái rất thoáng, ở trong có hai đồng đội kia, trọng tài không cắt coi, trọng tài không cắt coi bóng vẫn lăn và nguy hiểm, đối mặt không thể tác được. Mình đối mặt không đâu và số tìm sai và số tìm vẫn ai đó là số tìm sai. Một bàn thắng từ khoảng cách rất xa. À, sao bàn tiếng này? Pha đá phạt luôn có những phút rất mạnh gây khó chịu trong thủ môn. Đã chê, đỉnh, dứt điểm, vào một cú đúp của Tùng Tú Đạt. Pha tấn công rất đơn giản, Tùng Tú Đạt chọn vị trí. Chúng ta là mình đã phải chỉ tăng. Em mất, đặt vào lên qua hết rồi. Và là tình huống này. Ôi!
thứ ba. Bất cứ ai đang có ba tám xanh cho cao thủ số năm, tất cả các em là tiến tài, một tiến tài là tập hợp về phía LC, nó không hiểu sao muốn Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.